Một tuần tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ, những tờ bảo hiểm xe máy bỗng trở nên đắt hàng chưa từng thấy, bởi đây là một trong bốn loại giấy tờ bắt buộc mà chủ phương tiện phải mang theo. Nhiều cửa hàng xăng dầu Petrolimex khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã hết sạch bảo hiểm. Mỗi cửa hàng đều bán được hàng chục cuốn bảo hiểm mỗi ngày, điều hiếm thấy trước đây. Chỉ còn một vài cửa hàng được cấp nhỏ giọt mang về bán nhưng cũng nhanh chóng hết. Ngay cả những cuốn bảo hiểm được bán rong ở vỉa hè cũng trở nên đắt hàng. Các điểm bán bảo hiểm xe máy truyền thống trên đường 3 tháng 2, xa lộ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày qua cũng được mùa, liên tục có người hỏi mua. Vì sao chúng tôi lại nói bảo hiểm xe máy được mùa nhờ quy định mới? Bởi thực tế trước đó chỉ có chưa đến 1/3 xe máy trên cả nước là có bảo hiểm mà thôi. Thông tin vừa được đưa ra tại cuộc họp của Cục Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính. Theo báo cáo, trong năm ngoái, doanh thu bảo hiểm xe máy đạt gần 830 tỷ đồng, bồi thường khoảng 50 tỷ đồng và mới có khoảng 30% xe máy trong tổng số 60 triệu xe mua bảo hiểm bắt buộc. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được quy định trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Nghị định 103 năm 2008 của Chính phủ. Trong giai đoạn 10 năm từ năm 2008 đến năm 2017, đã bồi thường tai nạn cho hơn 100.000 vụ tai nạn xe máy, trung bình 5 triệu đồng một vụ. Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, việc các doanh nghiệp bảo hiểm được tự chủ trong bán bảo hiểm nên họ bán ở vỉa hè, lòng đường hay là trong các khu tập thể thuộc quyền của họ. Bộ cũng chưa xác định được liệu có sự liên kết giữa các bên để các doanh nghiệp tranh thủ bán thêm bảo hiểm xe máy trong tháng cao điểm hay không. Nhưng khẳng định, người mua bảo hiểm ở đâu thì cũng được hưởng đầy đủ các quyền lợi khi gặp tai nạn. Đó là ý kiến từ các cơ quan chức năng, còn từ phía người dân thì sao? Chúng ta sẽ cùng nghe những lý do mà họ chọn mua bảo hiểm xe máy. Thì mua là chỉ đối phó với công an thôi, thì công an kêu mình mua, mình bắt buộc mình mua, thì mình mua lại mua chơi thôi, chứ còn mà sử dụng có không được cái tốt gì cho người dân hết. Nếu mà giá chạm nhẹ nhẹ bình thường tôi nghĩ chắc cũng khó lấy. Thành ra cũng không ai quan tâm đến cái chuyện đòi hay không đòi cái bảo hiểm đó. Thấy là ví dụ như đi đăng ký xe máy đó, họ mua bảo hiểm thì mình mua luôn thôi, chứ mình không có không tao có tư vấn cái gì đó đâu. Vâng, trong số những người dân mà chúng tôi ngẫu nhiên phỏng vấn thì không có ý kiến nào cho rằng là mua bảo hiểm để còn nhận được đền bù nếu như không may xảy ra tai nạn, mặc dù đó mới là ý nghĩa thực sự của tờ giấy bảo hiểm. Không thể phủ nhận những thủ tục để nhận được tiền đền bù còn gây khó khăn ít nhiều cho người dân, song đó chỉ là biện pháp để tránh các hành vi trục lợi và mong rằng những tờ bảo hiểm xe máy sẽ được mua về với đúng mục đích sử dụng chứ không phải chỉ như một cách để chống chế với lực lượng chức năng như phần lớn người hiện nay.